thường lại một combo loa SH 1800 Pro với một bác khách đến xem trực tiếp, nghe trải nghiệm. Nó kết hợp với đẩy 2 chân điện 800 RAM Kama 360 Mix VKF 321. Độ lớn không gian tầm 560m2. SH 1800 Pro chơi cực mạnh, cực hay và cực gấu. Bác sang trực tiếp 103 phố Trường Lâm nghe quá tuyệt vời với cấu hình đẳng cấp sang trọng của hãng Vivos. Đôi F 1800 chơi cực gấu luôn ạ. Do đây là phân khúc cao cấp, các bác yên tâm về chất lượng cũng như phân khúc nghe nhạc rất đỉnh cao. Để đơn giản ghép với một con đẩy, một con vang và một bộ mic thì là chúng ta đã có chọn bộ karaoke gia đình tại nhà. Vì đây là dòng loa cây thế hệ mới, chúng ta có thể nghe nhạc, hát karaoke và nghe tất cả các thể loại nhạc trên loa SH 1800. Tôi mới đem test là nhạc karaoke cho các khách trải nghiệm tại Solo Zika Audio. Ngọt ngào, rất đầm ấm, rất truyền cảm trên đôi loa SH 1800 Pro kết hợp đẩy rời vang rời, từ đó là chương trải nghiệm rất thực tế, bộ karaoke rất là chuyên nghiệp. Chia nào chẳng đau lòng.
là 1800 pro đẳng cấp sang trọng. Chiếc bóng